Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 23 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng, công tác lao động, người có công và xã hội và hoạt động hiến máu nhân đạo năm 2024. Các hoạt động thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân hai huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Do thời tiết rét đậm rét hại, trẻ mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được nghỉ học. Hiệu quả từ việc sáp nhập trường tiểu học và trung học cơ sở thành những trường liên cấp tại huyện Khoái Châu. Thực hiện nghị quyết số 39 đã đạt và vượt mục tiêu đến năm 2025. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, cùng lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2023, ngành ngân hàng Hưng Yên nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tối đa nguồn lực và đạt kết quả khá tích cực. Nguồn vốn huy động đạt trên 130.000 tỷ đồng, tăng 20.000 tỷ đồng, tương đương trên 18% so với đầu năm, vượt hơn 8% so với mục tiêu đề ra cả năm. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 98.000 tỷ đồng, tăng gần 12.000 tỷ đồng, tương đương 13,5% so với đầu năm, vượt 2,5% so với mục tiêu đề ra. Tỷ lệ nợ xấu là 1,25%. Năm 2024, ngành ngân hàng tỉnh Hưng Yên phấn đấu nguồn vốn huy động tăng khoảng 11%, tăng trưởng tín dụng khoảng 10%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy nhấn mạnh, năm 2024, ngành ngân hàng tỉnh Hưng Yên cần tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trong tiếp cận vốn, cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác phối hợp giữa các ngân hàng tổ chức tín dụng với các khách hàng doanh nghiệp để nắm bắt tình hình kịp thời, khai thác hiệu quả dữ liệu dùng chung. Ngành ngân hàng cũng cần tích cực đồng hành với các lĩnh vực tỉnh Hưng Yên đang tập trung đẩy mạnh như xây dựng hạ tầng giao thông, các khu cụm công nghiệp, xây dựng nhà ở xã hội. Tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên vinh dự được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân cũng được nhận khen thưởng của các cấp do có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu năm 2024, ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh cần tập trung triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhu cầu thị trường, khảo sát, đào tạo nghề, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng, huy động nguồn lực, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích, đuối nước. Đối với việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt, cần tích cực tuyên truyền, nâng tỷ lệ người mở tài khoản ngân hàng để nhận chi trả. Nhân dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên được tặng cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cho công tác năm 2023 cũng được nhận khen thưởng của các cấp. Hôm qua tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức gặp mặt đoàn công tác đi thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân cùng quân dân các lực lượng trên đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị và đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Tham gia đoàn có đại diện 27 địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước, cùng phóng viên của 30 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cử hai phóng viên tham gia tác nghiệp. Trong chuyến công tác lần này, ngoài tổ chức tuần tiễu, đoàn công tác chuyển hơn 250 suất quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các cơ quan đơn vị trực thuộc Vùng 3 Hải quân cho cán bộ chiến sĩ, các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên hai đảo Tiền Tiêu và trên biển với tổng trị giá hơn 750 triệu đồng, đồng thời tiếp nhận, vận chuyển và phối hợp trao quà của các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân gồm tiền mặt 75 suất quà, 574 thùng nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng cho cán bộ chiến sĩ của Vùng 3 Hải quân và cán bộ chiến sĩ nhân dân trên hai huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Năm 2023, toàn tỉnh Hưng Yên tổ chức được 48 cuộc hiến máu, tiếp nhận gần 18.500 đơn vị máu, vượt 85% kế hoạch Ban chỉ đạo quốc gia giao và vượt gần 50% kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tăng so với năm 2022 gần 3.000 đơn vị máu. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện vì cộng đồng, tiếp tục phát triển các câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu tình nguyện, câu lạc bộ hiến máu dự bị, câu lạc bộ nhóm máu hiếm. Các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu tổ chức từ 3 đến 4 đợt hiến máu tình nguyện một năm và tiến tới đạt tỷ lệ 1,5% dân số tham gia hiến máu. Các hoạt động tổ chức hiến máu tình nguyện bảo đảm an toàn. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2023 được nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và giấy khen của các cấp. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, buổi sáng nay, thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ giảm xuống dưới 10 độ C, trời rét đậm, rét hại, học sinh các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được nghỉ học, tránh rét. Ngành giáo dục cũng chỉ đạo tăng cường các biện pháp chống rét cho học sinh. Để đảm bảo sức khỏe của học sinh, ngày 22 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã có văn bản gửi các phòng giáo dục đào tạo, các đơn vị, trường học về việc chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết trong chương trình chào buổi sáng vào 6 giờ hàng ngày của Đài Truyền hình Việt Nam, từ đó kịp thời thông báo điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học đến các bậc phụ huynh, giúp cho các gia đình chủ động được lịch sinh hoạt, không cần đưa con đến trường trong thời tiết giá rét. Là lúc 6 giờ 30, sáng nay thì là phụ huynh cũng nhận được cái thông báo của nhà trường là cho các bé nghỉ học. Khi mà nhận được cái thông báo thì là các con không phải chuẩn bị đến trường nữa, và để cho các con đảm bảo sức khỏe ở nhà tốt hơn. Tuy vậy, với đặc thù là trường học trông giữ con em cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, nên mặc dù trời rét, trường mầm non Tổng Công ty May Hưng Yên, công ty cổ phần, vẫn mở cửa để đón trẻ, hỗ trợ phụ huynh, trông con. Gần 150 trẻ đến trường được đảm bảo ở trong không gian lớp học ấm áp. Nhà trường tổ chức ăn bán trú nên đặc biệt quan tâm, bảo đảm cơm, thức ăn, nước uống, nóng sốt, chỗ nghỉ trưa đủ ấm cho trẻ. Tất cả các phòng học cửa đóng lại và hệ thống rèm cửa kéo ra thì phòng học rất là ấm. Và bên cạnh đấy thì cái chế độ dinh dưỡng đối với trẻ được đảm bảo hơn. Về ngủ thì bổ sung thêm chăn để cho các bé đắp ấm hơn. Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông vẫn duy trì việc dạy học theo đúng quy định. Những ngày này, trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành trên địa bàn thành phố Hưng Yên đặc biệt chú trọng đến việc phòng chống rét cho 16 lớp học với trên 600 học sinh. Các thầy cô nhắc nhở học sinh hạn chế ra ngoài giờ ra chơi và cũng trao đổi với phụ huynh cho con mặc ấm đến trường. Tất cả các phòng học đều được đóng kín cửa, tránh gió lùa. Với nhiệt độ trong phòng như này thì rất là đảm bảo để cho chúng em học tập thật tốt. Về mặt nền nếp thì chúng tôi có những cái thay đổi linh hoạt, phù hợp cho học sinh. Ví dụ như là thời gian vào lớp là muộn 15 phút so với những ngày bình thường. Hạn chế những cái hoạt động ngoài trời cho các em, đảm bảo hệ thống nước ấm, nước nóng cho học sinh. Để đảm bảo sức khỏe của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên yêu cầu các nhà trường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa, các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn, bảo đảm tránh gió, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025, trong tháng 1 năm 2024, thị xã Mỹ Hào thực hiện sáp nhập 12 trường tiểu học với trung học cơ sở thành 6 trường liên cấp, nâng tổng số đã sáp nhập lên 16 trường tiểu học và trung học cơ sở. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào vừa quyết định sáp nhập các trường tiểu học với trường trung học cơ sở thành trường tiểu học và trung học cơ sở ở các phường Bần Yên Nhân, Bạch San, Minh Đức, Phan Đình Phùng, xã Dương Quang, Ngọc Lâm. Kiện toàn các chức danh hiệu trưởng và hiệu phó của các trường sau khi thực hiện sáp nhập. Trước đó, thị xã cũng thực hiện sáp nhập các trường tiểu học với trung học cơ sở tại xã Hưng Long và Xuân Dục. Việc sáp nhập trường học được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở vật chất, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, tập trung công tác chỉ đạo chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Các trường được sáp nhập nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế nội bộ quản lý điều hành, xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, góp phần tinh giảm biên chế và khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ
tại các nhà trường là những hiệu quả rõ rệt từ việc sáp nhập trường học trên địa bàn huyện Khoái Châu thời gian vừa qua. Trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Tập là một trong ba trường mới được sáp nhập từ giữa năm 2023, vốn cách xa nhau về vị trí địa lý, tâm lý của giáo viên và học sinh, cũng như phụ huynh có nhiều băn khoăn khi mới sáp nhập về các mặt công tác như hiệu quả giảng dạy, công tác cán bộ, tư tưởng cán bộ giáo viên. Song thực tế, sau khi sáp nhập, những khó khăn nhanh chóng được khắc phục và thay bằng nhiều thuận lợi rõ rệt. Đơn cử đối với bộ môn đặc thù như tiếng Anh, tin học, giáo dục thể chất, nhà trường không còn tình trạng thiếu giáo viên mà đã có thể hỗ trợ giảng dạy ở các khối lớp còn thiếu trước đây. Sau khi sáp nhập trường thì đối với bộ môn thể dục của tôi thì có những cái thuận lợi, đó là đã được sự hỗ trợ của ban giám hiệu cũng như các thầy cô giáo về việc giờ dạy để linh động cho các em. Các khối lớp đều được học giáo dục thể chất từ khối 1 đến khối 9 để đảm bảo theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018. Thuận lợi đã thực hiện được cái việc là cái kế hoạch tinh giản biên chế, cụ thể là đã giảm được một hiệu trưởng, tận dụng được đối với những bộ môn đặc thù thì giáo viên cụ thể trung học cơ sở chúng tôi đang thiếu giáo viên mỹ thuật âm nhạc thì nay đã có giáo viên mỹ thuật âm nhạc của bậc tiểu học nên có thể dạy của trung học cơ sở, kể cả giáo viên thể dục thì ở trung học cơ sở có thể xuống để dạy của tiểu học. Tổ văn phòng thì trước đây của hai nhà trường thì hai tổ văn phòng nhưng nay là chỉ còn một tổ. Sau 4 năm thực hiện sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục, đến nay huyện Khoái Châu đã hoàn thành lộ trình thực hiện theo kế hoạch thành lập mới 14 đơn vị, trong đó hợp nhất 6 đơn vị thành 3 đơn vị trường học, sáp nhập 22 trường tiểu học và trung học cơ sở thành 11 trường liên cấp. Các bước tiến hành đảm bảo chủ trương đề ra, tăng cường hiệu quả hoạt động, giảm cán bộ quản lý và các đầu mối khối hành chính như kế toán, văn thư, công đoàn, tổng phụ trách, cùng với đó là những thuận lợi trong sử dụng cơ sở vật chất, phòng chức năng, nhất là khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 hiện nay. Công tác sáp nhập giữa trường tiểu học và trung học cơ sở có rất nhiều những cái ưu điểm, đó là chúng ta có thể sử dụng có hiệu quả cái hệ thống cơ sở vật chất, có thể tổ chức các cái hoạt động phong trào, ngày lễ lớn như là khai giảng 20 tháng 11 một lần tổ chức mà có thể được thực hiện cho cả hai khối học, tiết kiệm nguồn ngân sách rất là tốt. Người quản lý lãnh đạo có thể có cái nhìn toàn diện về công tác giáo dục của địa phương. Chính vì vậy mà chúng ta có thể đưa ra phương hướng chiến lược và cái phương pháp giáo dục phù hợp. Đến nay sau sáp nhập, các đơn vị trên địa bàn huyện Khoái Châu đã đi vào ổn định và nhanh chóng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hơn hết, đó là môi trường dạy và học của cả thầy và trò ngày càng được hoàn thiện, nâng cao, góp phần đảm bảo môi trường học tập an toàn, thân thiện, hiệu quả và sáng tạo đúng như tinh thần chương trình giáo dục phổ thông xuyên suốt hiện nay. Mặc dù nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã không phải là người địa phương mới được ban hành giữa năm 2023, nhưng đến nay kết quả thực hiện đã đạt và vượt chỉ tiêu của cả giai đoạn 2023-2025. Đến nay đã có 50 bí thư đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương đạt 100% chỉ tiêu đặt ra của giai đoạn 2023-2025, có 7 trên 10 huyện, thành phố hoàn thành chỉ tiêu của cả giai đoạn. Có 3 đơn vị vượt chỉ tiêu là huyện Khoái Châu, Văn Lâm và Phù Cử. Trong đó huyện Khoái Châu có 11 bí thư đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương vượt 38% so với chỉ tiêu. Còn 3 địa phương là huyện Kim Động, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào đạt từ 50 đến 83%. Nhưng các địa phương này đang thực hiện với 4 bí thư. Bên cạnh đó, có 26 chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương vượt 37% so với chỉ tiêu của cả giai đoạn. Cơ bản tất cả các địa phương đều đạt chỉ tiêu của cả giai đoạn, có 5 địa phương vượt chỉ tiêu, trong đó huyện Văn Giang vượt tới 400%, huyện Kim Động vượt 200%. Tỉnh Hưng Yên phấn đấu trong giai đoạn 2015-2030 có 100% bí thư đảng ủy và trên 50% chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương. Để trở thành chủ trang trại gà Đông Tảo rộng hơn 3.000 m², một cơ sở chế biến các sản phẩm từ thịt gà Đông Tảo thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm như hiện nay, anh Giang Tuấn Vũ, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu đã trải qua chặng đường đầy chông gai thử thách. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, Giang Tuấn Vũ có một công việc ổn định ở Hà Nội, nhưng anh vẫn quyết định bỏ phố về quê khởi nghiệp bằng con gà Đông Tảo, một đặc sản nổi tiếng của quê hương mình. Trải qua nhiều khó khăn, sau 10 năm gây dựng, chàng trai trẻ tuổi này đã có trong tay một trang trại gà rộng 3.000 m². Mỗi tháng, Vũ xuất bán khoảng 1.000 con gà giống, dịp Tết bán ra thị trường từ 400 đến 500 con gà biếu chất lượng cao, giá từ 2 triệu đến 5 triệu đồng một con. Tôi cũng rất là may mắn khi mà từ nhỏ đã được ông bà hướng dẫn
chăm sóc những chú gà lông tảo và từ đó nó nảy sinh những cái đam mê trong tôi. Cái việc đó nó cũng phần nào đưa đến cái quyết định ở lại để khởi nghiệp tại quê hương của mình. Không chỉ bán hàng theo phương thức truyền thống, anh Vũ còn đẩy mạnh kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Tất cả các sản phẩm được đưa lên từ nguyên liệu cho tới quy trình sản xuất, giúp khách hàng tin tưởng và yên tâm hơn khi lựa chọn. Ngoài bán gà thương phẩm để tăng giá trị cho gà đông tảo, anh liên kết tiêu thụ gà thịt cùng một số trang trại trong xã để chế biến thành các sản phẩm như giò, chả sụn, gà ủ muối. Trong đó, sản phẩm chả sụn gà đông tảo, giò gà đông tảo được công nhận là sản phẩm OCOP. Đã ăn mấy năm nay rồi, nói chung là chất lượng tin tưởng là sạch sẽ, ngon, thơm, có mùi đặc trưng của gà đông tảo. Gà đông tảo thuộc danh sách các giống gia cầm quý hiếm của nước ta. Giống gà đông tảo đã thu hút giới truyền thông quốc tế. Trại gà của anh Giang Tuấn Vũ được đài truyền hình TBS của Nhật Bản để làm phóng sự về giống gà đặc sản của Việt Nam. Báo điện tử Business Insider của Mỹ đã chia sẻ đoạn video giới thiệu về giống gà đặc sản nổi tiếng này. Đoạn video được quay tại trại gà của anh Vũ hiện thu hút hàng triệu lượt xem với nhiều bình luận của độc giả từ khắp thế giới tỏ ý thích thú trước giống gà lạ này. Về mặt hình ảnh thì tôi thấy rằng là con gà nó đã vượt qua biên giới của Việt Nam và rất là nhiều bạn bè trên thế giới họ có phản hồi rất là tò mò về nó. Thì đấy cũng là một cái cơ hội cho chúng tôi, những người nông dân đang phát triển con gà đông tảo, không chỉ bán ở Việt Nam, có thể mở rộng ra quốc tế. Rất là hy vọng rằng cái sản phẩm thịt gà của chúng tôi, người ta sẽ nhắc đến nó giống như một cái sản phẩm như thịt bò Kobe của Nhật Bản. Dù đi sau, nhưng nhờ áp dụng công nghệ 4.0, đa dạng hóa các sản phẩm, anh Giang Tuấn Vũ đã thành công lớn với con gà đông tảo, không chỉ đem giá trị kinh tế cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động, mà anh còn góp phần bảo vệ, quảng bá giống gà quý của quê hương. Ngày 23 tháng 1, các nhà máy thủy điện bắt đầu xả nước phục vụ độ ải vụ đông xuân. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, do chủ động lấy nước sớm từ ngày 5 tháng 1, nên đến nay đã độ ải đạt trên 50% diện tích sản xuất vụ xuân. Toàn tỉnh đã độ ải được trên 12.000 ha, trong đó huyện Kim Động đã cơ bản hoàn thành độ ải. Một số địa phương tiến độ độ ải đạt gần 50% diện tích là Mỹ Hào, Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ. Các địa phương đã làm đất đợt 1 được trên 2.000 ha. Do chủ động lấy nước sớm trên các sông trục, khai thác hiệu quả lấy nước ngược của cống Võng Phan, cống Trừ Tương. Khi có chiều cường nên đến nay nhiều vùng vốn trước đây khó khăn đã có nước. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành lấy nước độ ải trong đợt 1 từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1. Để chủ động ngăn chặn tác hại do chuột gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên vừa xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch diệt chuột diện rộng vụ xuân 2024. Chiến dịch được phát động và triển khai thực hiện đồng loạt từ tỉnh đến các thôn xóm với từng hộ dân. Ngay sau khi đổ ải vụ xuân ngập đất ngoài đồng ruộng, tổ chức diệt chuột đợt 1 đạt 80% lượng bả Antimix 3 DP trên vùng trồng lúa, rau màu, cây ăn quả, trang trại bờ mương, bờ máng, ven đê, bờ vùng bờ thửa, gò đống, ven khu công nghiệp. Thời gian tập trung từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 2024. Đợt 2 đặt bổ sung 20% lượng bả Antimix 3DP từ giai đoạn sau cấy đến khi lúa đẻ nhánh, đứng cái, nơi mật độ chuột còn cao sau khi đã đặt bả đợt 1 kết hợp với biện pháp thủ công đặt bẫy bán nguyệt. Khi đổ nước đồng trắng là thời điểm diệt chuột mang lại hiệu quả cao nhất. Khi đó thì chuột sẽ dồn lên các khu vực ruộng cao, bờ vùng bờ thửa. Chính vì vậy đặt bả chuột sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Là trước khi đặt bả, ta quan sát những cái khu vực mà chuột nhiều, hoạt động mạnh thì cái lượng bả sẽ đặt ở mức độ dày hơn so với những cái khu vực mà chuột ít hoạt động. Thứ hai nữa là đảm bảo tuyệt đối trong cái việc an toàn trong quá trình thực hiện chiến dịch diệt chuột, thì đề nghị các địa phương là thường xuyên tuyên truyền nghiêm cấm cái việc chăn thả khu vực đặt bả diệt chuột an toàn đối với gia súc gia cầm trong chăn thả. Cùng với đó, các địa phương thành lập tổ đội diệt chuột, tập huấn, cấp tài liệu hướng dẫn về phòng trừ chuột hại và hướng dẫn sử dụng bả Antimix 3DP. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.